Hello mọi người, trên tay mình đây là trước mắt các bạn đây là Sony Extra Bass, cái tên mã của nó là Sony XB50AB. Không, cái con này cũ rồi. Hôm nay nó là cái con khác cơ, con này nè, con này mới là con mới. Con này là con XB55AB. Thì cái con XB55AB này nó có cái gì? Nó có ba màu mới. Nó có ba màu, cái cách phối màu của nó hơi mới chút xíu, nhưng mà được cái là cái màu xanh có hai màu mà chắc là các bạn thích màu mè chút xíu các bạn sẽ khoái, là thứ nhất là cái màu xanh rêu và cái thứ hai là cái màu xanh dương của nó khác một chút xíu so với cái con XB50 cũ. Cái con XB50 cũ thì cái màu xanh dương của nó có mà cái phần housing, cái phần áp vô tai nó màu đen, nhưng mà còn cái con mới này thì cái màu xanh dương nó xanh nguyên con luôn, xanh tới từ cả dây cho tới cả tai luôn, và xanh rêu cũng vậy. Đây là màu đỏ. Thôi thì hôm nay tháng này tháng 7 âm rồi, thế nên là thôi mình mở màu đỏ đi cho nó hên nha mọi người ha. Đây là con rồi mình đang mở chờ xíu. Sony thì chắc là mình không cần phải bàn rồi, cái con XB50 trước đó hả, trời ơi nó hay. Nó hay ở cái điểm nào? Nó hay là cái bass của nó quýnh đùng đùng đã lắm. Cái con đó mà mình thấy là nhiều bạn rất là thích để mua về chơi game, với lại mua về xem phim và nghe hip hop, nghe EDM đồ này kia, thì các bạn bạn nào cũng khoái hết đó. Đây là Sony XB55AB mới thì của mình, ở trên tay mình đây đang là màu đỏ và vẫn sử dụng cái driver Dynamic 12mm. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó là có tờ giấy hướng dẫn sử dụng không cần thiết. Cái này là cái túi đựng của Sony, con XB50 hồi trước cũng có luôn. Đây là bộ hybrid tip của Sony, hybrid silicon tip của Sony, một trong những cái ear tip silicon đi kèm mà mình đánh giá cao nhất trong tất cả các hãng tai nghe luôn. Đây là Sony XB55AB. Thì cái con này á, nó màu đỏ. Thật ra là nếu mà các bạn nhìn cái con này, các bạn không, nếu mà không mình không nói thì các bạn cũng khó mà biết nó là XB50 hay là XB55 lắm. Vì thật ra là nó khá là giống nhau, nhưng mà các bạn nghe thì các bạn sẽ để ý là cái tiếng của nó khác nhau đôi chút. Cái thứ hai, cái nó khác nhau không nhiều lắm đâu. Nó chỉ được cái là cái bass của con này nó hơi gọn hơn, và nó không có nó không có overwhelm, nó không có quá đáng như là cái con XB50 cũ thôi. Và tất cả là mình chỉ có thể nói được vậy thôi, chứ ngoài ra là nó cũng không có khác nhiều lắm so với con XB50 cũ. Và đây là một con tai nghe vẫn rất là tốt dành cho những cái bạn nào mê bass, thích nghe bass, ăn ngủ với bass, như là coi phim, chơi game, nghe EDM, hip hop, pop rock, cái gì nó chơi cũng được hết đó. Mình rất là khoái nó, để khi mà mình nghe Girlfriend, Teara với lại AOA, tuyệt vời. Nó vẫn có cái microphone đi kèm trên dây nha mọi người nha, nên các bạn có thể sử dụng handfree call thoải mái. Ok, mình cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe và theo dõi. Nhớ nha, cái con XB55AB mới này nó có hai màu này, cái màu xanh đẹp lắm á. Ok, thank you mọi người.